Nãy giờ chúng ta nói rất nhiều về việc có nên cho đi học trung học hay không, nhưng mà rõ ràng là khi mà các phụ huynh và các bạn học sinh ở đây, chúng ta đã rất quan tâm đến việc trung học rồi, phải không ạ? Thế thì cái điều quan trọng là một bộ hồ sơ, mình cần có những kiến thức cơ bản là cái việc nộp hồ sơ nó gồm những cái bước như thế nào. Thế thì đầu tiên xin được hỏi cô Hoa là một bộ hồ sơ thì bao gồm những cái thành phần gì và những cái thứ tự quan trọng của cái thành phần đấy như thế nào, đúng không ạ? Chắc là thế này, cái này có lẽ được cô Trang xử lý. Sau đó Hoa sẽ nói thêm về cái vòng, các cái vòng nộp hồ sơ khác nhau và cái thời gian hoặc là cái lộ trình chuẩn bị nó nên như thế nào để phụ huynh có thể hình dung rõ, và cô Trang có thể trả lời trước về phần thành phần của bộ hồ sơ, rồi là hội đồng tuyển sinh họ nhìn vào những cái thành phần khác nhau và cái tiêu chí đánh giá của họ như thế nào. Hồ sơ thì Trang bây giờ đang làm interview, tức là người interview các học sinh cho trường của trường đại học của Trang. Cho nên mà hồ sơ thì cũng rất là hay đọc hồ sơ. Thì hồ sơ thì về mặt nói chung thì đầu tiên là bao giờ cũng có cái form khai, thì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà bao giờ có hai mảng chính là mảng academic và mảng non academic. Thì trong mảng academic thì sẽ có những cái như là có điểm thi, có điểm của trường này là một này, rồi có những điểm thi chuẩn hóa này, và những cái phần recommendation letter ấy, tức là phần thư giới thiệu của các cái giáo viên ấy, là để cho người ta xác định được, là người ta xác minh được là cái học sinh này là học sinh tốt. Sau đấy thì có trong cái phần ngoại khóa ấy, thì sẽ có những cái hoạt động ngoại khóa của mình này, rồi các cái hoạt động mình có khả năng lãnh đạo này. Và một trong những phần rất là quan trọng ở trong cái phần không non academic là phần essay. Thì cái phần này là phần mà có thể làm cho mình khác được những người khác. Tại vì nếu mà mọi người cứ nghĩ nhá, là bây giờ nếu mà con điểm thấp thì cũng có rất nhiều học sinh điểm thấp này, điểm trung bình cũng có nhiều người điểm trung bình, điểm cao cũng có nhiều người điểm cao, chứ sẽ có rất là nhiều người có điểm số giống như mình, chứ cũng sẽ có rất nhiều người có cái thư giới thiệu cũng giống như mình. Cho nên là mình phải làm cái quan trọng nhất là mình phải viết một cái bài luận hoặc nhiều bài luận, vì có một số trường nó sẽ yêu cầu nhiều bài luận, để cho nó mình được bộc lộ được đúng cái bản tính của chính mình ý, để cho trường nó đọc được và người ta nhận thấy được cái đấy. Và cái hai cái quan trọng là người ta nhớ được mình và người ta thấy mình có hợp với trường không, là hai cái quan trọng. Thì cái phần đấy là một phần rất là quan trọng. Thì theo như Trang nghĩ thì phần academic thì chắc là có giá trị khoảng độ đến 70-80%. Tại vì nếu mà điểm mà mình thấp quá thì dù mình có là người interesting đến mấy cũng rất là khó mà vào được trường, khả năng vào sẽ rất là thấp, mặc dù là cũng có đấy nhưng mà sẽ rất là thấp. Nhưng mà nếu mà điểm mình rất là cao nhưng mà những cái phần khác của mình lại không có gì, chẳng hạn người lại kiểu cả ngày chỉ có đi học mà không đi làm gì, hoặc là mình viết luận mình không bộc lộ ra tính cách của mình, thì dù điểm cao đến mấy chưa chắc người ta đã nhận. Thì theo như Trang nghĩ, mà Trang nói chuyện với những người mà chuyên về tuyển sinh ở những trường mà Trang biết, như trường cấp 3 với trường đại học của Trang, thì là cái phần academic chắc là khoảng độ 70-80%, và phần còn lại thì 20-50%.